Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay thứ ba ngày 8 tháng 2 năm 2022. Kính mời các bạn xem bản tin tuyển bóng đá nữ Việt Nam vượt khó giành vé vào World Cup. Trận đấu tranh vé dự World Cup nữ 2023 giữa Việt Nam và Đài Loan đã diễn ra nghẹt thở, hấp dẫn và khép lại với cảm xúc vỡ òa dành cho các cầu thủ và người hâm mộ Việt Nam với tấm vé lịch sử tới World Cup 2023. Tác giả Phan Ngọc có bài bình luận về chiến thắng lịch sử này đã được đăng tải với nội dung như sau. Việt Nam chỉ còn đường tấn công và chiến thắng mới có cơ hội giành vé trực tiếp đi World Cup. Hiện nay, khí thế của đội tuyển rất tốt. Các cầu thủ đều chuẩn bị tốt cả về thể trạng lẫn phong độ. Tôi và các học trò đều tự tin vào một chiến thắng. Đó là phát biểu của huấn luyện viên Mai Đức Chung trong buổi họp báo trước trận đấu với Đài Loan. Đây là hình ảnh Bích Thùy nâng tỷ số chỉ vài phút sau bàn gỡ hòa của Đài Loan. 90 phút quyết định kịch tính tuyển nữ Việt Nam đã làm đúng như những gì huấn luyện viên Mai Đức Chung nói. Đó là mở ra một thế trận tấn công không phủ đầu, đầy khí thế ngay sau tiếng còi khai cuộc. Việt Nam chủ động đẩy cao đội hình và buộc Đài Loan vào thế chống đỡ vất vả trong khoảng nửa đầu hiệp 1 và gặt hái được thành quả với bàn mở tỷ số ngay vào phút thứ 7 của trung vệ Trương Thị Kiều. Bàn thắng ấy đến từ đúng miếng đánh cố định có thể xem là đặc sản của tuyển nữ Việt Nam tại giải đấu năm nay. Việt Nam được hưởng phạt góc bên cánh trái và Tuyết Dung như thường lệ tung quả tạt sắt như dao cạo cho Trương Thị Kiều đánh đầu ghi bàn. Dù có phần chững lại sau khoảng 20 phút đầu duy trì sức ép lớn về phía Đài Loan, song về cơ bản các học trò của huấn luyện viên Mai Đức Chung vẫn là những người nắm quyền kiểm soát trận đấu nhờ tính liên kết trong lối chơi tốt hơn hẳn đối thủ. Tuy nhiên, Đài Loan cho thấy lý do tại sao họ được xem là một thế lực mới nổi của bóng đá nữ châu Á thời gian gần đây và giành lợi thế hơn trong cuộc đua giành vé lên World Cup so với Việt Nam trước trận. Trong thế trận thua thiệt rõ về tính liên kết tập thể, Đài Loan đã tận dụng tốt điểm mạnh của mình về mặt thể chất và khả năng xử lý cá nhân. Bàn thắng san bằng tỷ số 1-1 đầu hiệp 2 là điển hình cho điều đó và chỉ hai cầu thủ tham gia tình huống tấn công nhưng mang lại hiệu quả tối đa. Cai Trinh Yu đi bóng sộc thẳng vào trung lộ Việt Nam và chọc khe cho Yu San Chu sút dứt điểm góc hạ gục Trần Thị Kim Thành. Đây là hình ảnh trung vệ Trương Thị Kiều, người đánh đầu ghi bàn thắng ngay ở phút thứ 7 của trận đấu. Áp lực lúc này càng lớn hơn với thầy trò của huấn luyện viên Mai Đức Chung khi đối thủ đang lên tinh thần, còn Việt Nam chỉ còn 40 phút. Trước cùng nỗi lo thể lực khi ra trận đấu càng trôi về cuối. Thế nhưng, Tuyết Dung cùng đồng đội đã sớm đập tan nỗi lo ấy với tiếp tục một tình huống phối hợp tấn công chuẩn mực kết thúc bằng pha xử lý dứt điểm đẹp mắt của Nguyễn Thị Bích Thủy. Lợi thế ấy lại được thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung kéo về phía mình và họ đủ tỉnh táo để biết rằng lúc này sẽ không còn được cho phép một sai lầm nào nữa lặp lại. Việt Nam sau bàn vươn lên dẫn 2-1 đã thi đấu tập trung và chắc chắn. Những sự điều chỉnh của huấn luyện viên Mai Đức Chung cũng rất hợp lý, khiến Đài Loan hoàn toàn bế tắc trong việc gỡ hòa. Tiếng còi mãn cuộc vang lên và cầu thủ Việt Nam lập tức ôm chầm lấy nhau cũng như nhanh chóng cùng ban huấn luyện viên vây lại thành một vòng tròn để ăn mừng chiến thắng lịch sử trước những ngày đầu của năm mới. Mùng một Tết, tiểu tuyển Việt Nam đã giành chiến thắng thuyết phục trước Trung Quốc, tưởng như đã là món quà tuyệt vời nhất dành cho người hâm mộ vào dịp đầu năm. Nhưng không, các tuyển nữ còn làm được nhiều điều hơn nữa với tấm vé đến World Cup 2023 nữ sau một hành trình đầy cảm xúc và phải đối mặt với nhiều thử thách khó nhọc. Đây là hình ảnh tuyển nữ Việt Nam vui mừng sau chiến thắng lịch sử trước tuyển Đài Loan để tiến thẳng vào World Cup 2023. Những năm qua, khi mổ xẻ những thành công của đội tuyển nữ, hai dấu ấn thường được nhắc đến là lối chơi phòng ngự tấn công hiệu quả và tinh thần thi đấu quả cảm. Nhưng đến thời kỳ Asia World Cup nữ năm nay và đặc biệt là vòng play-off với Thái Lan và Đài Loan, nơi Việt Nam luôn bị đặt vào thế buộc phải thắng trong mỗi trận đấu, tuyển nữ Việt Nam đã cho thấy những bước tiến mới về mặt chuyên môn. Trước Thái Lan và Đài Loan, Việt Nam luôn là những người áp đặt và kiểm soát thế trận. Những tình huống phối hợp của các học trò của huấn luyện viên Mai Đức Chung diễn ra mạch lạc, lớp lang, bài bản và duy trì được tính liên tục. Các miếng đánh của Việt Nam tại giải này cũng vô cùng đa dạng, đặc biệt
điểm nhấn nằm ở khả năng tận dụng các tình huống cố định. Trong hai trận đấu tranh vé đến World Cup với Thái Lan và Đài Loan, Việt Nam đã liên tiếp ghi được những bàn thắng quan trọng từ tình huống cố định. Cụ thể là các pha phạt góc với kịch bản luôn là Tuyết Dung tạt bóng vào rìa khu vực 5m50 cho đồng đội đánh đầu ghi bàn. Điểm rơi phong độ cũng là một yếu tố đáng lưu ý trong thành công vừa qua của đội tuyển nữ Việt Nam, cùng với những khó khăn về lực lượng do Covid-19 trước giải, Việt Nam đã khởi đấu tương đối chật vật và phải trải qua cuộc bám đuổi tỷ số hút chết với Myanmar mới có thể ghi tên mình vào tứ kết. Đó là yếu tố tiên quyết nếu muốn tranh vé đi World Cup. Thế nhưng, kể từ trận tứ kết với Trung Quốc, Việt Nam càng đá càng hay và gắn kết, nhất là trong các cuộc đối đầu quyết định với Đài Loan và Thái Lan. Các học trò của huấn luyện viên Mai Đức Chung đều thi đấu trên cơ và áp đảo đối thủ về mặt thế trận. Tấm vé lịch sử đi World Cup nữ 2023, bởi lẽ đó xét ở tất cả các khía cạnh, đều là thành quả xứng đáng cho tuyển nữ của Việt Nam. Đây là hình ảnh huấn luyện viên Mai Đức Chung đi vào lịch sử bóng đá Việt Nam khi giúp đội tuyển nữ Việt Nam giành vé dự vòng chung kết World Cup 2023. Trên mạng xã hội, rất nhiều bình luận cho rằng bóng đá nữ ít nhận được sự quan tâm đúng mực dù đã có nhiều thành tích đáng nể, đặc biệt hơn cả bóng đá nam. Facebook Nguyễn Danh thì cho rằng bóng đá nữ đầu tư ít nhưng lại có hiệu quả tốt hơn bóng đá nam, thế nhưng có những giai đoạn còn bị lãng quên. Còn Facebook Hoàng Trọng thì viết như sau: cần có một cái nhìn tích cực về bóng đá nữ, bởi quá nhiều thiệt thòi cho họ không được đãi ngộ như đồng nghiệp nam. Chỉ đến thời điểm này thì chính họ đã làm được điều mà bóng đá nam chỉ mơ mà thôi. Đó là đem niềm vui đến cho người hâm mộ. Qua đó làm mở may mở mặt bộ máy của chính quyền. Một lần nữa xin cảm ơn các cô đã đem lại niềm vui cho chúng tôi ở một khía cạnh nào đó khi mọi thứ dần dần như là xa xỉ ở nơi này. Còn Facebook Thức Võ thì bình luận: ngày xưa các bà Trưng bà Triệu đã chứng tỏ sức mạnh của người phụ nữ Việt Nam có thể thống lãnh ba quân tử chiến vì đại nghĩa, thì nay đội bóng Việt Nam đã khôi phục hình tượng sức mạnh phụ nữ Việt Nam. Không như thế hệ con gái bây giờ, ngay trên chính đất Việt, suốt ngày chỉ biết ăn chơi, thậm chí lên TikTok để biết khỏe thần. Tính đến 16 giờ ngày 7 tháng 2, số tiền thưởng của đội tuyển nữ Việt Nam sẽ nhận được là 16,3 tỷ đồng, theo báo Thanh Niên chia sẻ. Theo thông tin từ VFF, chuyên cơ quan của Bamboo Airways cũng đón đội tuyển nữ Việt Nam từ Ấn Độ trở về. Đây là hình ảnh đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam giành huy chương vàng SEA Games 30 vào hồi tháng 12 năm 2019. Tuyển nữ Việt Nam bước vào Asia Cup 2022 với thiếu hụt lực lượng, số ca mắc Covid-19 tăng cao, đã có lúc khiến thầy trò của huấn luyện viên Mai Đức Chung ở ngưỡng cửa chia tay giải đấu bởi không có đủ cầu thủ để đăng ký. Huỳnh Như cùng đồng đội đã phải ăn Tết ở nơi xa, chơi bóng dưới cái nắng đầu giờ chiều trong nhiều trận và vật lộn với bài toán thể lực do trước đó có 18 cầu thủ bị Covid-19. Tuyển nữ Việt Nam bước vào trận gặp Hàn Quốc mới chỉ có một buổi tập làm quen sân duy nhất, phải gặp 3 trong 4 đội tuyển được mệnh danh là chị đại châu Á trong 10 ngày là Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc. Tuy nhiên, khó khăn cũng như ngọn lửa hun đút cho thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung ý chí quật cường. Tuyển nữ Việt Nam có 2 trận đấu đáng khen trước Hàn Quốc, Nhật Bản, sút tung lưới Trung Quốc ở tứ kết để rồi vượt qua 2 đối thủ đồng cân đồng hạng là Thái Lan và Đài Loan để giành vé tới World Cup. 8 năm trước, nước mắt đã rơi trên gương mặt của nhiều tuyển thủ Việt Nam khi thua Thái Lan 1-2 ở trận đấu tranh vé dự World Cup 2015. Nhưng ở cơ hội thứ hai này, tuyển Việt Nam đã không bỏ lỡ. Với những nỗ lực bền bỉ cùng cuộc cách mạng của lực lượng huấn luyện viên Mai Đức Chung tiến hành ngay sau tấm huy chương vàng SEA Games 30, tuyển nữ Việt Nam xứng đáng hưởng niềm vui. World Cup cũng từng là giấc mơ xa vời của bóng đá nữ, nay đã là hiện thực ngọt ngào đội tuyển nữ Việt Nam trong những ngày đầu của năm mới. Kính mời các bạn xem bản tin 17 tháng 2 và Lư Hương thế nào là chính trị. Lư Hương dưới chân tượng Đức Thánh Trần đã bị chính quyền Việt Nam vô cớ rời đi đã 3 năm. Đến nay dường như đã có tiến triển tốt đẹp sau khi công trình tu bổ tượng đài Trần Hưng Đạo ở công trường Mê Linh được hoàn thành. Có lẽ ngày mở cửa sẽ đúng vào dịp rằm tháng Giêng, cũng là trong khoảng từ 15
đến 17 tháng 2 năm 2022, tròn 33 năm sau cuộc chiến đấu bảo vệ các tỉnh biên giới phía Bắc trước sự tấn công của quân đội Trung Quốc xâm lược. Và có thể đó cũng là một ngày, là dịp thành phố cung thỉnh lư hương thờ Đức Thánh Trần về lại nguyên quán. Đó là dự đoán của bà Lê Huyền Ái Mỹ, nguyên tổng biên tập báo Phụ Nữ Thành phố Hồ Chí Minh. Đây là hình ảnh công trình tôn tạo tượng Trần Hưng Đạo ở bến Bạch Đằng ở Thành phố Hồ Chí Minh sắp hoàn thành, trong khi trước đó 3 năm lư hương đặt trước tượng đã bị chính quyền vô cớ cẩu mang về đền thờ ông trên đường Võ Thị Sáu, mặc dù ở đó đã có lư hương từ bao đời nay. Tác giả Trần Văn thì bình luận sự kiện này trên blog của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, được chia sẻ như sau. Khoảng 10 ngày nữa là 17 tháng 2, tròn 43 năm Trung Quốc xua quân qua biên giới nhằm dạy cho Việt Nam một bài học. Tham vọng dạy dỗ đó tới giờ vẫn còn nguyên. Khoảng 10 ngày nữa là 17 tháng 2, tròn 3 năm chính quyền Thành phố Hồ Chí Minh cẩu lư hương đặt trước tượng Trần Hưng Đạo mang đi nơi khác để ngăn cản tụ tập đông người. 17 tháng 2 năm 2019, lúc Trần Hưng Đạo, một anh hùng dân tộc bị mất lư hương, là dịp mà dân chúng Việt Nam nói chung và dân chúng Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng nhân sự kiện cần nhớ ấy tròn 40 năm dự tính tưởng niệm những người Việt Nam đã hy sinh hoặc bị giết trong cuộc chiến vệ quốc kéo dài hàng chục năm. Song bất kể dã tâm của Trung Quốc thế nào, thì cách hành xử của Trung Quốc càn rỡ ra sao, chính quyền Việt Nam vẫn xem những 16 chữ vàng và tinh thần vốn tốt như là kim chỉ nam. Cho nên lư hương không chỉ để cắm hương mà là vấn đề thể hiện bản lĩnh, sự kính trọng của tiền nhân, cả tiền nhân lẫn dân chúng, những thứ vốn rất hiếm quý ở Việt Nam này. Suốt 3 năm qua, trên các trang mạng xã hội và thỉnh thoảng ở một vài cơ quan truyền thông thuộc hệ thống truyền thông của nhà nước, hết người này tới người khác, không thuộc giới này thì thuộc giới khác, đã được đề cập tới chuyện phải trả lại lư hương cho Trần Hưng Đạo, anh hùng dân tộc, được dân gian gọi là Đức Thánh Trần. Bà Lê Huyền Ái Mỹ vừa kể trên trang Facebook của bà rằng việc tu bổ công viên Mê Linh nơi có tượng Trần Hưng Đạo sắp hoàn tất và có thể sẽ mở cửa trở lại vào rằm tháng Giêng âm lịch. Đó cũng là thời điểm sự kiện 17 tháng 2 tròn 43 năm. Bà Mỹ hy vọng đó cũng sẽ là thời điểm lư hương được hồi hương trở về nguyên quán. Chuyện tước đoạt lư hương của Trần Hưng Đạo đã làm dư luận dậy sóng. Đợt sóng mà bà Mỹ lưu ý là không hề lặng và gió vẫn thổi chờ ngày phục vị lư hương. Đây là hình ảnh bên trái là xe rác cố tình chặn ngay công viên và chiếc xe đang cẩu lư hương vào sáng ngày 17 tháng 2 năm 2019. Mục đích của chính quyền là phá hoại những hoạt động tưởng niệm của người dân. Bên phải là hình ảnh nhà hoạt động Võ Hồng Ly chụp ảnh bên cạnh chiếc lư hương với biểu ngữ rằng anh hùng tử, khí anh hùng bất tử, Hoàng Sa Việt Nam. Theo Lê Huyền Ái Mỹ, nếu chọn đúng ngày rằm tháng Giêng cũng là những ngày tháng 2 lịch sử thì quả thật là hợp lý, thuận tình. Lấy dịp nào thì trả về đúng dịp ấy là sòng phẳng. Nếu đã từng có chút âu lo về việc một bộ phận người dân tập trung về đấy mà biểu lộ tinh thần yêu nước thì nay ghi nhận thừa hưởng tinh thần ấy nên chăng xem đấy là như là kháng thể bền vững nhất để hồi sinh mà cùng nhau tái thiết phục hồi sau cơn thập tử. Ấy là sự khôn ngoan lẽ phải. Lê Huyền Ái Mỹ không phải là người đầu tiên đề cập đến việc hoàn trả lư hương cho tượng Trần Hưng Đạo. Nhiều người đã đề cập đến điều đó suốt từ ngày 17 tháng 2 năm 2019 cho đến nay. Thậm chí có không ít người chỉ trích hết sức gay gắt như Nguyễn Quang Cương nói rằng sự ngạo ngược với thánh thần, đất trời xưa nay đều phải trả giá. Chuyện tâm linh không phải mê tín mà là sự thấu hiểu. Đừng duy ý chí một cách cực đoan, hãy thức tỉnh, trả lại lư hương cho Đức Thánh Trần. Hồi tháng 9 năm ngoái, Minh Phong cũng nhắc lại mong muốn của nhiều người là trả lại lư hương trước tượng Trần Hưng Đạo ở công viên Mê Linh ở phường Bến Nghé, quận 1. Vào ngay trước ngày giỗ Đức Thánh Trần, 20 tháng 8 Tân Sửu, tức là 26 tháng 9 năm 2021. Có ý kiến thì cho rằng nguyên nhân sâu xa của việc di rời lư hương xuất phát từ việc vào một số thời điểm có một số người thường tụ họp về đây bày tỏ thái độ sợ mất trật tự. Nếu đúng vậy thì một nhóm người ít ỏi tập trung lại để thể hiện chính kiến một cách ôn hòa
nội dung không có gì là phản động, thì cách khôn ngoan nhất thì kệ họ hoặc cho người đến bảo vệ người ta. Đây là hình ảnh vào ngày 17 tháng 2 năm 2014, câu lạc bộ Lê Hiếu Đằng cùng các nhà hoạt động xã hội dân sự tưởng niệm nhân ngày nổ ra cuộc chiến biên giới với Trung Quốc 17 tháng 2 năm 1979. Giống như nhiều người khác, Phong nhấn mạnh rằng giả sử họ làm gì sai trái với luật thì xử lý họ theo luật. Còn nếu vì thế mà rời lư hương thờ Đức Thánh Trần để nhóm người kia khỏi có cớ đến thắp hương thì không thể nào hiểu nổi. Vì vậy người ta yêu cầu trả lư hương về đúng chỗ cũ. Một cách ôn hòa là đúng, nên làm sớm nhân ngày giỗ của ngài. Tuy nhiên mong muốn ấy chưa được đáp ứng. Một tháng sau, tạp chí Người Đô Thị thực hiện một chuyên đề giới thiệu nhiều ý kiến về chuyện lư hương của Trần Hưng Đạo được Phụng Tuyên Trần tóm tắt lại giới thiệu trên mạng xã hội. Chẳng hạn, điêu khắc gia Phạm Văn Hạng nói rằng tượng khác có thể không cần lư hương, nhưng tượng Đức Thánh Trần phải có. Nhà sử học Dương Trung Quốc thì nói, nhà nước không nên can thiệp, thay đổi hay tước bỏ những tập quán tốt đẹp, mà chỉ nên làm cho nó tốt hơn, đẹp hơn. Câu chuyện liên quan đến chiếc lư hương gắn với tượng đài Trần Hưng Đạo tại Thành phố Hồ Chí Minh cũng nên làm như vậy và càng phải nên như vậy. Tham gia cuộc vận động trả lư hương lại cho một anh hùng dân tộc còn có rất nhiều người thuộc nhiều giới khác nhau. Tiến sĩ Nguyễn Minh Hòa thì nói rằng, ngày đứng đó ngay mặt tiền thành phố như một ngọn hải đăng soi sáng đường cho con cháu. Đây là hình ảnh tượng Trần Hưng Đạo, tượng Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn tại Bến Bạch Đằng được điêu khắc tại nhà điêu khắc Phạm Thông thiết kế và hoàn tất vào năm 1967 dưới chế độ Việt Nam Cộng Hòa. Dọc theo Bến Bạch Đằng còn đặt rất nhiều súng thần công để thể hiện tinh thần chống giặc ngoại xâm. Tiến sĩ Phan Thanh Bình thì nói, trong các công trình văn hóa dân tộc với những tượng đài của các nhân vật lịch sử, thì việc đặt lư hương đồng dưới chân tượng đài là một cách phù hợp, luôn có một ý nghĩa và nét đẹp truyền thống, đặc biệt tác động vào tâm tư, tình cảm của người đến tham quan. Ông Phúc Tiến nói tiếp, bờ sông Bến Nghé, công trường Mê Linh và tượng đài Trần Hưng Đạo là chuỗi giá trị độc đáo của Sài Gòn. Đừng làm xấu, làm hỏng, làm nghèo đi chuỗi giá trị quý hiếm này. Vào tháng 9 năm ngoái, tức là tháng 11, chính quyền Thành phố Hồ Chí Minh công bố phương án tôn tạo tượng Đức Thánh Trần Hưng Đạo và công viên Mê Linh và mời người dân đóng góp về màu sắc, thiết kế, bức phủ điêu và lư hương. Hai tháng sau, phương án chỉnh trang được công bố. Theo đó, trước tượng Đức Trần Hưng Đạo sẽ đặt một lư hương phía đường Tôn Đức Thắng hướng ra sông Sài Gòn. Công viên Cảng Bạch Đằng và công viên Mê Linh được xác định là cụm công trình văn hóa và tượng Trần Hưng Đạo là một trong hai biểu tượng cụm công trình văn hóa có hai công viên này. Biểu tượng còn lại là cột cờ, thủ ngữ, chuỗi thông tin đó có Facebook như Mai Công nhận xét chuyện tổ chức lấy ý kiến dân chúng về việc chỉnh trang Bến Bạch Đằng giữa Thành phố Hồ Chí Minh đang nghiêng ngả vì đại dịch Covid-19 là điều khá bất ngờ. Ai cũng hiểu lư hương trước tượng Đức Thánh Trần mới thực sự là mối quan tâm lớn nhất của dân Thành phố Hồ Chí Minh, chứ không phải là những chuyện như chỉnh trang, trùng tu, tôn tạo khác. Đây là hình ảnh bài viết trên báo Người Đô Thị vào hôm 17 tháng 9 năm 2021 yêu cầu trả lư hương về chỗ cũ. Dẫn lại ý kiến của nhiều người, ông Củ Mai Công kết luận, lư hương xét cho cùng là năng lượng của lòng dân. Chọn phương án nào cũng được, trước hết xin trả lại năng lượng của lòng dân về nơi năng lượng ấy tích lũy bao nhiêu năm nay. Thần thánh Việt Nam bao đời nay luôn đứng cùng phía lòng người dân nước Việt. Cũng về sự kiện này, bà Lê Huyền Ái Mỹ viết trên trang Facebook cá nhân của mình như sau. Một con người mà di huấn, vua tôi đồng lòng, anh em họ thỏa thuận, nước nhà chung sức đã tạo nên bức trường thành giữ nước, trung chí thành thành để muôn đời sau bài học dành cho người nhiếp chính cầm quyền, thượng sách giữ nước, không ngoài khoan thư sức dân, làm kế dễ bén gốc. Hà cớ gì, dễ đã bén lại tìm cách mà chất gốc đi. Họa đổ nước cũng từ cái thiển cận, hôn trầm ấy mà ra. Những ngày tháng 2, nghe Tùng Dương hát rằng 1979 Chi Lăng, ngước nhìn tượng Đức Thánh Trần uy dũng. Chút dư âm chiến thắng, mùng 3 tháng 1 còn đó, lại nhớ loạt bài về sự kiện chiến tranh biên giới phía Bắc của báo Phụ Nữ Thành phố Hồ Chí Minh. Tôi và đồng đội được gọi tên giải nhất báo chí thành phố, tất cả cứ như dòng chảy tiếp nối, càng thương hơn giải đất này, càng bền lòng hơn với sức mạnh vạn đại,
chẳng có gì phải lo âu sợ hãi. Mai là mùng năm Tết, lại nhớ lời tuyên thệ của vua Quang Trung tại lễ thệ sư trước khi tiến ra Bắc Hà, làm nên kỳ tích Ngọc Hồi Đống Đa. Đánh cho để tóc dài, đánh cho để răng đen, đánh cho nó trích luân bất phản, đánh cho nó phiến giáp bất hoàn, đánh cho Sử Chi Nam Quốc anh hùng chỉ hữu chủ.